Sáng 21 tháng 12, trên trang cá nhân, ca sĩ Xuân Nghi thông báo tin cô dương tính với SARS-CoV-2 sau một tuần tự cách ly tại khách sạn. Rất buồn phải báo tin cho các bạn biết là Nghi đã mắc COVID-19 sau một tuần tự cách ly. Nghi có những triệu chứng bệnh nhưng vì còn trẻ, khỏe mạnh và sức đề kháng tốt nên sức khỏe vẫn ổn. Nữ ca sĩ cho biết bản thân không chủ quan trước bệnh tật. Cô khuyên mọi người nên thận trọng và giữ gìn sức khỏe. Mọi người hãy ở nhà, rửa tay thường xuyên. Quan trọng nhất là hãy bảo vệ gia đình, người lớn tuổi. Nghi mong mọi người đều sẽ vượt qua. Chúc cả nhà có một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Xuân Nghi cho biết. Người đại diện của Xuân Nghi xác nhận thông tin cô mắc COVID-19 tại Mỹ. Xuân Nghi cách ly tại khách sạn sau khi có biểu hiện sốt nhiều ngày. Nữ ca sĩ tuân thủ các biện pháp cách ly và điều trị bệnh của chính phủ Mỹ. Người phát ngôn của Xuân Nghi nói. Cô ấy phát hiện những triệu chứng của bệnh và tự cách ly tại khách sạn một tuần qua. Hiện sức khỏe của Xuân Nghi vẫn tốt, người này cho biết. Xuân Nghi sinh năm 1994 trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Năm 9 tuổi, cô có album đầu tay. Từ năm 11 đến 14 tuổi, cô ra 4 album liên tiếp. Năm 2010, nữ ca sĩ tạm ngừng hoạt động nghệ thuật trong nước để du học Mỹ. Cô học chuyên ngành thanh nhạc, sáng tác, thu âm và kỹ thuật âm nhạc hiện đại tại trường đào tạo nghệ sĩ Ochsa ở California, Mỹ. Xuân Nghi từng gây chú ý khi trở thành một trong 30 sinh viên ngành nhạc được nhận thẳng vào University of Southern California, ngành Music Industry, công nghiệp âm nhạc. Mới đây, Xuân Nghi có sự trở lại với âm nhạc sau gần 10 năm sang Mỹ định cư. MV Summer Night không còn hình bóng một Xuân Nghi đáng yêu dễ thương ngày nào. Giọng ca sinh năm 1994 chọn phong cách trưởng thành có chút gợi cảm. Gương mặt xinh đẹp sắc sảo cùng mái tóc vàng cá tính đánh dấu sự lột xác của ca sĩ nhí. Tôi muốn làm những sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân đúng với niềm đam mê của mình. Nhưng nếu đã chọn âm nhạc theo đam mê thì khó có sự đồng cảm với số đông, cô tâm sự. Summer Night đang có thành tích khá khiêm tốn so với mặt bằng chung V-pop. Điều đó cho thấy dù nhận được sự quan tâm từ danh tiếng ngày bé, nhưng Xuân Nghi gặp không ít khó khăn, trở ngại khi quyết định trở lại sau nhiều năm vắng bóng. Nói về quyết định sang Mỹ du học và việc im ắng suốt 10 năm qua khiến khán giả lãng quên, Xuân Nghi cho hay không hối hận. Cô kể từ nhỏ đã được cha mẹ định hướng phải theo học âm nhạc và nghệ thuật tại nước ngoài. Việc học tập ở nước ngoài giúp Xuân Nghi cập nhật kiến thức mới mẻ về âm nhạc. Việc quay trở lại với làng giải trí Việt sau thời gian dài xa cách, ca sĩ 9X thừa nhận gặp quá nhiều khó khăn. Tuy vậy cô khẳng định không nản lòng. Nói không lạc lõng khi về Việt Nam hoạt động là nói dối. Việc nhập gia tùy tục hơi khó khăn. Tôi coi sản phẩm mà mình đang làm chỉ như bản lý lịch để mọi người biết đó là giọng hát âm nhạc của mình. Xuân Nghi trải lòng. Vào năm 2019, Xuân Nghi bất ngờ xuất hiện trong tập 1 chương trình Vang Bóng Một Thời. Cô khiến mọi người bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu với vẻ ngoài trưởng thành cá tính, không còn là hình ảnh ca sĩ nhí Xuân Nghi ngây thơ của ngày nào. Trước ý kiến thắc mắc về sự lột xác thay đổi chóng mặt của mình, Xuân Nghi cho rằng tuổi 25 và khi còn là một cô bé thì mọi thứ phải thay đổi. Bản thân cô đã trưởng thành, không thể mãi hồn nhiên vô tư như trước. Cô chấp nhận những ý kiến trái chiều về sự thay đổi vẻ ngoài của mình. Giọng ca nhí một thời bật mí thêm phong cách âm nhạc mà cô theo đuổi là dòng pop hơi hướng Âu Mỹ. Đối với cô, dòng nhạc này có thể kén người nghe, nhưng cô muốn đem lại sự mới lạ cho nền âm nhạc Việt Nam. Cùng xuất hiện với Xuân Nghi trong tập đầu của Vang Bóng Một Thời, có Ngọc Linh, ngôi sao nhí hàng đầu từng đình đám với những hit như Rồi Từ Đây, Lựa Chọn Một Vì Sao, Tình Thơ. Xuân Nghi bày tỏ sự phấn khích khi bản thân cũng được gặp lại thần tượng của mình, và cô cho biết đây là lần đầu đứng chung sân khấu với đàn chị Ngọc Linh. Xuân Nghi từng nói cô không muốn âm nhạc thời thơ ấu ám đến hết cuộc đời. Cô đã và đang nỗ lực đưa mình thoát khỏi cái bóng bé Xuân Nghi. Nhưng điều ấy chẳng dễ dàng bởi hình ảnh bé Xuân Nghi cũng như bé Xuân Mai đã khắc sâu trong tâm trí công chúng Việt Nam, đặc biệt là thế hệ khán giả 9X. Thập niên 1990, họ là hai giọng ca nhí nổi tiếng nhất. So với Xuân Mai, sự nghiệp âm nhạc thuở nhỏ của Xuân Nghi chưa thực sự tỏa sáng bằng. Dù sinh sớm hơn Xuân Mai một năm, nhưng Xuân Nghi lại được coi là đàn em bởi đi hát muộn hơn. Dẫu vậy, giọng ca sinh năm 1994 đã để lại nhiều dấu ấn của riêng mình. Thậm chí đến giờ khán giả vẫn chưa quên hình ảnh của bé Xuân Nghi năm nào. Có chung xuất phát điểm nhưng mỗi giọng ca đang chọn cho mình hướng đi khác nhau. Trong những năm tháng định cư tại Mỹ, Xuân Nghi luôn ấp ủ việc trở lại với âm nhạc. Cô theo học khoa nhạc, trường đại học Nam California và từng gây chú ý nhờ ca khúc Hãy Nói song ca cùng Đinh Mạnh Ninh. Sau một năm du học, tức 2011, Xuân Nghi trở về Việt Nam và tham gia một số đêm nhạc trước khi trở lại Mỹ bắt đầu năm học mới. Ngôi sao nhí một thời cho hay cô và bạn trai đã có 6 năm gắn bó. Cô được anh ủng hộ nhiệt tình khi quyết định trở về nước hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ tự tin cả hai có đủ tình yêu và sự tin tưởng dành cho nhau.
Xuân Nghi cho rằng bản thân là người may mắn trong tình yêu. 6 năm bên nhau, cô cảm nhận tình yêu của mình và bạn trai không bị nhạt dần, ngược lại vẫn như ngày đầu.